mang đến cơ hội cho hơn 10.000 bạn trẻ Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế, khám phá giới hạn của bản thân và tự tin bước ra thế giới là sứ mệnh của Jellyfish Education Việt Nam trong 10 năm nay. Lĩnh vực hoạt động. Jellyfish Education Việt Nam cung cấp các dịch vụ về giáo dục và du học, tin cậy, tận tâm, chuyên nghiệp, trách nhiệm, toàn diện và trung thực nhất tới thế hệ trẻ Việt Nam, bao gồm đào tạo Nhật ngữ và văn hóa Nhật Bản ở mọi cấp độ, mọi lứa tuổi với phương châm thành thạo tiếng Nhật trong thời gian ngắn nhất, phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp trong môi trường công việc và trong cuộc sống hàng ngày, tư vấn và hỗ trợ du học Nhật Bản. Jellyfish Education Việt Nam là một trong những công ty đi đầu trong hoạt động tư vấn và định hướng người học làm việc tại các trường học và doanh nghiệp Nhật Bản, tư vấn và hỗ trợ du học Hàn Quốc, tư vấn và hỗ trợ du học ở các nước nói tiếng Anh như Singapore, Canada. Quá trình hình thành và phát triển. Jellyfish Education Việt Nam trực thuộc tập đoàn Jellyfish Japan. Tập đoàn Jellyfish Japan thành lập năm 2007, đến nay đã có mặt tại 4 quốc gia và 10 thành phố lớn, đem đến cơ hội học tập và làm việc cho hàng nghìn sinh viên châu Á. Trong kế hoạch 10 năm tới, Jellyfish sẽ mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ, trở thành cầu nối cho những tài năng trẻ trên toàn thế giới với những cơ hội học tập và làm việc tốt hơn. Tại Việt Nam, Jellyfish Education Việt Nam thành lập từ năm 2010, có chi nhánh tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Ý nghĩa hình tượng con sứa. Jellyfish trong tiếng Việt có nghĩa là con sứa. Con sứa mang những đặc điểm điển hình gắn liền với sự hình thành và quá trình hoạt động của công ty. Sứa là một loại động vật biển đặc trưng cho Nhật Bản, đất nước được bao quanh bởi biển. Sứa là loài động vật không có vỏ, thân trong suốt, là biểu tượng của sự tinh khiết, chân thành và sự thật. Sứa sống thành đàn, di cư và sinh sản rất nhanh, tượng trưng cho tinh thần gắn kết vì sự phát triển xuyên quốc gia. Tầm nhìn, điểm tựa vững chắc từ Việt Nam nhìn ra thế giới. Jellyfish Education luôn nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành công ty cung cấp dịch vụ tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ gắn liền với định hướng đầu ra đáng tin cậy nhất tại Việt Nam. Các dịch vụ của chúng tôi tạo nên vòng tròn khép kín, mang đến cho học viên sự hỗ trợ toàn diện, từ khâu đào tạo các thế hệ học viên chất lượng, tư vấn, chọn trường, chọn ngành học phù hợp với khả năng và mong muốn của học viên, đến khâu định hướng nghề nghiệp tương lai của các bạn theo đúng tiêu chí, học thật để làm thật chứ không dừng lại ở học lý thuyết suông. Với những giá trị này, Jellyfish Education hy vọng sẽ trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy nhất của tất cả các bạn trẻ Việt Nam mang trong mình đầy ước mơ và hoài bão. Sứ mệnh. Dịch vụ tốt nhất, cầu nối vững chắc nhất. Jellyfish Education được hình thành và phát triển dựa trên sứ mệnh là cầu nối giúp học sinh sinh viên Việt Nam tiếp cận với các chương trình du học chất lượng, hiệu quả và phù hợp tại các ngôi trường uy tín trên thế giới. Cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng giúp học viên đạt được mục tiêu đầu ra trong thời gian ngắn nhất, đồng thời mang đến cho học viên cơ hội trải nghiệm các phương pháp học ngoại ngữ tiên tiến, khả năng tự khám phá và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân người học. Định hướng tương lai giúp học viên có thể học tập và lựa chọn ngành học, công việc phù hợp với sở thích và tiềm năng của bản thân. Phương châm hoạt động. Con người thực, giá trị thực. Là doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi luôn chú trọng đến việc phát triển con người. Giá trị dịch vụ mà Jellyfish cung cấp thể hiện qua chính chất lượng của những thế hệ con người mà chúng tôi dẫn dắt, đào tạo và định hướng. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, tập trung nỗ lực giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, năng động và hội nhập. Đó chính là phương châm hoạt động không bao giờ thay đổi của Jellyfish Education. Slogan: hãy mở rộng tầm nhìn của bạn, bước ra thế giới, trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn. Đó là nhu cầu chính đáng và là điều mà các bạn trẻ nên làm. Bằng cách cung cấp các trải nghiệm giáo dục mới và cơ hội việc làm, Jellyfish mong muốn mang đến cơ hội tự hoàn thiện chính mình cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong hành trình chinh phục tri thức, khám phá giới hạn và mở rộng tầm nhìn của chính mình. Jellyfish, nơi thành tựu là động lực để tiếp tục cố gắng. Cùng điểm lại những con số chứng minh cho thành tựu sau hơn 10 năm hoạt động của Jellyfish Education tại Việt Nam. 20 là số lượng doanh nghiệp Nhật Bản và trường học tại Việt Nam đã và đang sử dụng dịch vụ đào tạo của Jellyfish Education. 150 là số lượng nhân viên của Jellyfish Education luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên thực hiện những giấc mơ của mình. 1.200 là số du học sinh trung bình hàng năm Jellyfish Education chấp cánh cho giấc mơ du học và làm việc ở môi trường quốc tế. 950 là lượng học viên hàng tháng của trung tâm ngoại ngữ Jellyfish Education trên khắp cả nước. Sự kiện và hoạt động nổi bật. Các hội thảo du học, lễ hội giao lưu văn hóa mang lại cơ hội tiếp cận miễn phí nguồn thông tin du học tới các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Các chương trình Study Tour là cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam trải nghiệm thực tế môi trường học tập và làm việc tại nước ngoài. Tại trung tâm đào tạo tiếng Nhật, Jellyfish thường xuyên tổ chức các lớp học văn hóa, dã ngoại, các cuộc thi tài năng, cuộc thi thể thao tăng cơ hội giao lưu giữa các học viên trong và ngoài trung tâm. Tới Nhật Bản học tập, sinh sống và làm việc hiện nay đang là một xu hướng của nhiều quốc gia, đặc biệt trong đó là các quốc gia châu Á như Việt Nam với hơn 230.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại xứ sở Hoa Anh Đào. Nhờ sự tận tâm, chất lượng và khác biệt, Jellyfish đã vươn lên trở thành một trong những công ty tư vấn du học thành lập sớm và uy tín nhất tại Việt Nam. Hơn tất cả, mỗi nhân viên của Jellyfish tự hào được đem lại cơ hội thỏa mãn niềm đam mê và trải nghiệm nền giáo dục quốc tế chất lượng đến cho những bạn trẻ Việt Nam. Hãy đến Jellyfish để thực hiện giấc mơ và mở rộng giới hạn của chính bạn.